Thưa quý vị, trong cái nắng chói chang của những ngày hè tháng 7, tuổi trẻ Đà Nẵng đã có chương trình tình nguyện ý nghĩa tại tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tự hào đem màu cờ, sắc áo, sức trẻ, tinh thần, nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Đà Nẵng nói riêng đến với người dân Lào. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tại bản Thông Khảm, tỉnh Salavan, ngay từ sáng sớm, các tình nguyện viên Đà Nẵng đã có mặt để chuẩn bị cho chuỗi các hoạt động thiện nguyện. Ở đây chúng tôi đã được chia ra thành các chuyên khoa riêng như là nội ngoại, sản nhi và da liễu chuyên khoa mắt. Và các bệnh nhân ở đây sẽ được tư vấn, khám và đồng thời là được cấp thuốc miễn phí. Tuy công việc nhiều và thời tiết không thuận lợi, nhưng cảm nhận được niềm vui và sự hồ hởi của người dân nước bạn Lào, thì chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh. Trong chuyến tình nguyện lần này, đoàn đã hỗ trợ y tế cho khoảng 2.000 người dân tại bản Thông Khảm và bản Phạo. Đây là hai địa phương còn khó khăn, người dân ít được tiếp xúc thường xuyên với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa dường như được xóa đi nhanh chóng bởi sự nhiệt thành, tận tâm của các y bác sĩ và các thành viên trong đoàn. Tôi cảm thấy rất vui khi được các y bác sĩ đến từ thành phố Đà Nẵng khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Mọi người làm việc rất chu đáo, tôi hy vọng bệnh của mình sẽ khỏi. Rất là cảm ơn các đồng chí đoàn thanh niên tình nguyện đã đến lần này. Chúng tôi hy vọng đoàn sẽ trở lại để hỗ trợ nhiều hơn cho bà con trong thời gian đến. Đội ngũ y bác sĩ đã chuẩn bị trước về những cái đơn thuốc có song ngữ Việt và Lào, đồng thời những cái bảng hướng dẫn sử dụng thuốc cũng đã được chuẩn bị hết sức chu đáo. Bên cạnh đấy thì cũng rất là mừng và cũng rất là cảm ơn đội ngũ tình nguyện viên của nước bạn Lào đã hỗ trợ hết mình trong vấn đề hướng dẫn. Có thể nói, hành trình của thanh niên Đà Nẵng tại Lào đã phát huy tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ thành phố trên mặt trận tình nguyện quốc tế, góp phần bồi đắp mối quan hệ Việt-Lào hữu nghị, đoàn kết. Đây chắc chắn cũng sẽ là những dấu ấn, những kỷ niệm khó phai trong hành trình tuổi trẻ cống hiến và trưởng thành của mỗi tình nguyện viên.